Nguyễn Đức Trung và con trai như cá nằm trên thớt. Kể từ đầu tháng 5 sau quả tạ liên tiếp giáng xuống gia đình của ông Đương Kim Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, khiến cho nhân dân cả nước lại có dịp xôn xao bàn tán. Nhiều tin tức liên tiếp được bung ra nhằm hạ uy tín của ông Nguyễn Đức Trung, trong đó có cả báo chí trong nước nói bóng gió đến sân sau mà ai cũng biết là của ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chứ không ai khác. Và đặc biệt hơn nữa là gia quyến của ông này cũng có thể dính vào vòng lao lý theo ông ta. Cụ thể là con trai của ông ta là Nguyễn Đức Hạnh, anh này đi du học ở Úc về và đứng tên thành lập công ty Arctic. Công ty này đóng vai trò cung cấp độc quyền hóa chất xử lý nước hồ cho toàn bộ thành phố Hà Nội. Và sự kiện cá chết hàng loạt tại các hồ nước trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là hồ Tây, đã có chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, nhưng từ cuối năm 2016 đến nay đã gần 3 năm mà vẫn chưa có kết quả nào được đăng tải. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc sử dụng hóa chất của công ty này Ngoài ra công ty này còn đóng góp công lao nhập về và bán độc quyền toàn bộ thiết bị cơ giới liên quan đến thu gom rác thải môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chắc hẳn rằng số phận gia đình ông Nguyễn Đức Trung, đương kim chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang giống như cá nằm trên thớt. Nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng có thế lực nào cho phép giới truyền thông liên tiếp ra đòn chính diện nhắm thẳng vào gia đình của ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như vậy? Chắc hẳn rằng trong góc khuất chính trị còn có nhiều điều mờ ám và phải chăng liên quan đến sự đấu đá về những chiếc ghế quyền lực trong hệ thống chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một trong những chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị mà có nguồn tin cho rằng ông Nguyễn Đức Trung sẽ được cơ cấu vào đó. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Đức Trung được cho biết là lên như diều gặp gió với những cú bứt phá ngoạn mục mà không phải ai cũng có thể làm được. Điều đó cho thấy chắc chắn rằng ông Nguyễn Đức Trung khi đó phải nằm trong phe cánh đang thắng thế và có thế lực biết nhường nào. Nhưng giờ đây so với việc thăng tiến thần tốc của ông thì sự nghiệp chính trị của ông hiện nay có thể đoán được một điều là sẽ sụp đổ một cách thần tốc không kém. Khi mà ông ta bị tấn công liên tiếp và không có cơ hội nào được cho là gỡ gạc được những bản thua trông thấy như vậy. Lần này có lẽ ông Nguyễn Đức Trung sẽ thiệt hại nặng nề không chỉ về sự nghiệp chính trị của ông ta, mà còn liên quan đến cậu con trai quý tử nổi tiếng ăn chơi chắc táng, và còn có thể có cả vợ ông ta cũng liên đới trong sự kiện lần này. họa trang sẽ có những thỏa hiệp nào đó để chỉ mình ông ta gánh tội, và mất đi tất cả, còn gia đình ông ta sẽ được dơ cao đánh khẽ để tránh vững vàng lo lý như ông ta. Người dân thủ đô Hà Nội sẽ rất bằng hoàng sau sự kiện lần này, sau bao nhiêu bài báo bưng bô cho ông chủ tịch thủ đô với những lời lẽ tốt đẹp và những việc làm trong sáng giúp ích cho thủ đô. Thì giờ đây những tin tức về góc khuất và những việc làm trong tối của ông ta đã được phơi bày hàng loạt và là những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Hẳn là người dân đã nhìn ra bộ mặt thật của các lãnh đạo đảng Cộng sản nói chung và lãnh đạo thủ đô nói riêng. Thử hỏi xem công cuộc phòng chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra như thế nào, chắc hẳn rằng không cần câu trả lời thì người dân cũng hiểu. Nếu thực tâm chống tham nhũng thì chắc phải đem một nửa số lãnh đạo cho vào lò thiêu cũng không hết được. Tham nhũng nó ăn sâu vào tận xương tận tủy, phá nát nền kinh tế đất nước, làm tụt hậu sự phát triển của đất nước hàng chục năm so với các nước lân bao như Lào, Campuchia mà ngày trước Đảng Cộng sản lúc nào cũng ra giả cho rằng nước mình còn tốt hơn nước bạn. Thì giờ đây nền kinh tế bị phá nát đến mức sẽ không thể nào vực dậy được trong khi nợ công thì đạt mức báo động, chưa biết sẽ vỡ nợ khi nào. Còn tình hình chính trị trong nước còn giảm hại hơn nhiều lần khi mà các phe nhóm lợi ích liên tục giành miếng ăn của nhau, dìm đồng chí này xuống và cho đồng chí kia lên. Kết quả là chó thì vẫn hoàn chó, chẳng có thằng Cộng sản nào đối tốt với nhân dân cả, cũng chẳng có đứa nào nó yêu nước cả, chúng nó chỉ nói chơi cho vui miệng. Còn trong suy nghĩ thì tranh thủ vơ vét được lúc nào hay lúc đó, còn cái hậu duệ dạ của bọn chúng thì được gửi qua nước ngoài du học và ăn chơi hưởng thụ hết mình bằng những đồng tiền thuế của nhân dân nghèo khổ sau này hạ cánh an toàn rồi cùng thân quyến sang những nước dễ chết để hưởng thụ vinh hoa vũ quý mà chẳng quan tâm việt nam sẽ như thế nào chống tham nhũng vươn vai hơn là thánh gióng lý do khiến thánh gióng cách mà giới bình dân tại việt nam gọi phù đồng thiên vương một nhân vật trong huyền sử việt nam đến giờ vẫn được rất nhiều người thờ phụng và cùng với ba nhân vật huyền sử khác tản viên sơn thần trừ đồng tử liễu hạnh công chúa hợp thành tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian là vì được xem như từ trời rơi xuống làm người trần suốt ba năm đầu đời không nói không cười mãi đến khi quốc gia lâm nguy mới mở miệng xin roi sắt ngựa sắt giáp sắt rồi ăn không ngừng và vươn vai trở thành tráng sĩ mặc giáp sắt cầm roi sắt cưỡi ngựa sắt ra trận dẹp dặc. nếu đem cuộc đời và sự nghiệp mang tính huyền thoại của thánh gióng so với một vài báo cáo về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chấn đoạt thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế mà một số đoàn kiểm tra do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thành lập mới công bố trong tuần qua, Ad sẽ thấy đã tới lúc thánh gióng phải nhường bước cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam. Theo hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, trong dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế mà đoàn kiểm tra số 1 của Ban chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng công bố hồi cuối tuần qua cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an Việt Nam, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về tham nhũng, Kinh tế, Cơ quan An ninh Điều tra, đã khởi tố và thụ lý 242 vụ án tham nhũng kinh tế. Qua đó thu hồi nhất là 21.046 tỷ đồng, 3,9 triệu Mỹ Kim, chưa kể số bất động sản là nhà và đất. Số bất động sản là tài khoản sắt thép, trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng nữa bị tịch thu, tạm giữ phong tỏa. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, kiêm trưởng đoàn hoan hỷ báo rằng công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt đã được những kết quả tích cực. Trước đó vài ngày một đoàn kiểm tra khác cũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thành lập, loan báo kết quả kiểm tra thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, từ đầu năm 2013 đến tháng 9 năm 2018, số tiền mà các tổ chức tiến dụng làm thất thoát bị chiếm đoạt lên tới 62.000 tỷ đồng, 18,52 triệu Mỹ Kim và chỉ thu hồi được hơn 10.000 tỷ đồng, 10 triệu Mỹ Kim, khác với đoàn kiểm tra số 1 do ông Tô Lâm làm trưởng đoàn ông Phan Đình Trạc, trưởng đoàn kiểm tra tại Ngân hàng Nhà nước nhận định, việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án liên quan đến tham nhũng kinh tế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế, nhiều vụ kéo dài từ trước năm 2013 đến nay chưa được chỉ đạo để giải quyết dứt điểm. Cho dù hai ông lãnh đạo hai đoàn kiểm tra do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thành lập có thái độ và nhận định khác hẳn nhau về việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án liên quan tới tham nhũng kinh tế, nhưng mâu thuẫn ấy ông Tô Lâm rất lạc quan, ông Phan Đình trạc thì không hài lòng. Chưa phải là điều đáng chú ý nhất, điểm đáng chú ý nhất nằm ở các con số liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án liên quan tới tham nhũng kinh tế mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã thu hồi được. Cách đây khoảng 18 tháng tại kỳ họp cuối cùng của năm 2017, Quốc hội Việt Nam từng công bố một số thống kê. Theo đó trong 10 năm từ năm 2006 đến năm 2016, tham nhũng gây ra thiệt hại khoảng 60.000 tỷ đồng và 400 hecta đất nhưng chỉ thu hồi được khoảng 4.676 tỷ và 216 hecta đất, hiệu quả chỉ sắp xỉ 10%. Một năm sau, hồi cuối tháng riêng vừa qua, tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, kiêm Chủ tịch Nhà nước, kiêm lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tuyên bố chỉ trong năm 2018 đã thu hồi 33.000 tỷ bị thất thoát, tham nhũng, hiệu quả tương đương 30%. So kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát tham nhũng trong 10 năm mà Quốc hội Việt Nam loan báo hồi cuối năm 2017 với kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát tham nhũng trong một năm 2018 mà ông Trọng công bố hồi đầu năm 2019, có thể thấy hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát tham nhũng những năm 2018 gấp 7 lần hiệu quả 10 năm trước đó. Thánh gióng cần tới 3 năm để vươn vai trở thành tráng sĩ ra trận diệt giặc, còn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ cần một năm là có thể xoay chuyển tình thế trong công cuộc chống tham nhũng một cách ngoạn mục như vậy. Chưa hết, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng có tới 7 đoàn kiểm tra, chỉ cộng kết quả thu hồi bị thất thoát, chiếm đoạt mà hai đoàn thống kê, con số sẽ là 31.000 tỷ đồng và 13 triệu Mỹ Kim, khoảng 300 tỷ nữa. Số tài sản thu hồi được rõ ràng là không phải nhỏ. Thiên hạ chỉ không biết những con số này được thống kê từ thời điểm nào, từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2018, như đoàn kiểm tra cũng do ông Phạm Đình Trạc làm trưởng đoàn, tập hợp hay từ hư vô. Vì không xác định thời điểm khởi đầu, đến hiện nay do đoàn kiểm tra số 1 do ông Tô Lâm làm trưởng đoàn tập hợp. Nếu dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế của đoàn kiểm tra số 1 là hoàn toàn chính xác, do dự thảo không xác định thời gian, đành phải suy đoán đó là kết quả từ đầu năm đến nay. Chẳng lẽ từ đầu năm đến nay các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã khởi tố thụ lý 242 vụ án tham nhũng kinh tế, qua đó thu hồi ít nhất là 21.046 tỷ đồng 3,9 triệu Mỹ Kim, chưa kể số bất động sản và nhà đất. Số bất động sản là tài khoản, sắt thép, vân vân, trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng nữa đã bị tịch thu, tạm giữ, phong tỏa. Tài thế, án ở đâu? Chỉ cần liếc qua báo cáo của hai đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là có thể thấy ngay, đoàn nào cũng kiểm tra các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Vậy thì kết quả mà hai đoàn này đã công bố và năm đoàn khác sẽ công bố có dẫm đạp nhau hay không? nếu có và chắc có thì số liệu còn khả tín hay không không và chắc chắn là không thì có tổ chức kiểm tra hoạt động kết quả của bảy đoàn kiểm tra hay không kiểm tra như thế thì kiểm tra làm gì và chi phí cho cả bảy đoàn suốt từ năm 2016 đến nay có gây ra lãng phí hay không lãng phí là một trong những yếu tố cấu thành tai nạn tham nhũng có truy cứu trách nhiệm của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng hay không Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào đầu năm 2013. Từ đó đến nay có bao nhiêu đại án mà các bị can bị khởi tố rồi bị truy tố và bị kết án vì tham ô, nhận hối lộ, phải lãnh nhận những mức án tương xứng với hình phạt mà luật hình sự đã đặt định cho hai tội này, bị phạt tù từ trung thân đến tử hình. Chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự vì cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, lạm quyền khi thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi thì làm sao mà có thể tịch thu xung công tài sản do phạm tội mà có lúc nào ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mới tự cảm thấy hổ thẹn vì lần nào sau khi tổng hợp ý kiến của cử tri trước các kỳ họp quốc hội báo cáo mà ủy ban trung ương mà trận tổ quốc gửi cho quốc hội cũng ghi nhận cử tri phàn nàn về việc thu hồi tài sản bị tham nhũng còn rất hạn chế tình trạng nhũng nhiễu chưa được khắc phục để thôi khoe công cuộc chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực hay không